Hôm nay là mùng 3 Tết Nguyên Đán, Tết Kỷ Sửu 2009. Và kính thưa quý vị, là đường phố thì cũng vẫn vắng như là mùng 1, mùng 2. Nhưng mà có một vài cái ngôi chợ thì họ cũng đã bắt đầu buôn bán trở lại. Chúng tôi đến thăm những cái người cán bộ ở miền Bắc, họ vào ở trong Nam và ăn Tết cũng xa nhà. Cảm nghĩ của họ và suy nghĩ của họ về miền Nam như thế nào? Trong miền Nam mình thích nhất là cái cuộc sống nó phóng khoáng. Phóng khoáng của người dân Nam Bộ mình thương lắm, mình thích lắm. Những cái bà và cụ miền Nam nó hiền lành chân chất, mà những cái miền sông nước làm cho mình rất là tâm hồn mình cũng lắng động, mình dịu dàng, thích. Còn các bà cụ miền Bắc mình thì nó có một cái gì nó trầm mặc mà nghiêm trang, cũng có cái hay của nó. Thế mình thích là như thế. Còn ghét hả? Ghét kẹt xe. Xuân ở Hà Nội thì nếu mà dự xuân Hà Nội thì năm nào có nhiều niềm vui. Là những niềm vui đó, những niềm vui hội tụ ông bà anh chị em rồi các cháu các em các thứ, đó là những niềm vui nhất mà mình cả năm trời mình mới gặp được. Nó như niềm vui háo hức lắm, thì một năm mình mới gặp được một lần. Rất tiếc là vì điều kiện công tác, gia đình, sinh hoạt làm ăn mình không thể gặp được cái thôi. Chứ mà nếu có điều kiện được thì mỗi một năm thì mình nên về trở lại miền Bắc một lần. Thì nó có cái không khí của cái hương mùa xuân. Trong khi đó thì những công nhân viên bình thường thì cái mùa xuân của họ như thế nào? Về cái đời sống của người nhập cư thì nếu mà vào đây á, có một vài người mà có chuyên môn á thì cũng tạm ổn. Còn những người mà lao động phổ thông á thì nói cho đúng cũng chật vật á. Cũng chật vật vì kinh tế bây giờ thì vật giá rất là cao, mà công nhân cái đồng lương đó thì chỉ là không có đủ qua ngày. Với kinh tế như thế này thì năm 2009 cũng như 2008 chứ cũng không có khả quan lắm. Riêng về xã hội thì cô ước mơ mọi người đều đủ ăn đủ mặc. Còn riêng về gia đình cô thì cô mong muốn rồi các em việc làm ổn định, rồi có sức khỏe. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 xem như là Tết Kỷ Sửu đã đi qua và mọi người lại đeo cái cày lên trên vai của mình để chuẩn bị bước vào trong năm mới. Thưa quý vị, là công nhân cũng phải đi cày, thương gia cũng phải đi cày, người dân cũng phải đi cày, gánh hàng rong cũng phải đi cày, tất cả mọi người đều đi cày. Vấn đề quan trọng là chúng ta có những cái thửa ruộng tươi tốt để mà cày hay là không, hay là vẫn cứ phải ngồi chờ chương trình Người Cày Có Ruộng. Thêm một trải nghiệm của truyền hình với SBTN.